Thầy chào tất cả mọi người nhé. Thầy lại lên mạng cộng đồng nè. Thì thầy sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người biết. Cũng là một cái chủ đề ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Khi mà cái vị đệ tử mà vị bỏ đi thì chắc là tất cả mọi người cũng đã biết qua ở trên Facebook rồi, thầy cũng đã nói rồi. Nhưng mà rất là vô lý khi mà cái vị đệ tử này vị bỏ đi thì tự nhiên lại mấy ông có cái quyền cái chức ấy, thì lại ra một cái giấy là Thích Thanh Hải vì không biết dạy đệ tử lên không cho đi cúng trong toàn tỉnh Thái Bình nữa. Một cái sự rất là vô lý. Khi đó thì thầy cũng thật là thất vọng, và thầy cũng ngại với những cái Phật tử quen thân của mình, rồi thầy cũng ngại với tất cả những cái người thân người nhà của mình. Bởi vì ở ngoài đời thì thường khi người ta có cái câu là không có lửa thì làm sao có khói. Thì người ta cứ vin vào cái câu đó thì nhất định là người ta đánh giá là có một cái chuyện gì và người ta kết án thì không bao giờ sai. Nhưng đúng thực sự là lúc bây giờ là cái ông lãnh đạo to của cái Thái Bình ở bên Phật giáo đó, thì ông thực ra là ông cũng không biết một cái gì cả, mà ông cứ nghe những cái người cấp dưới rồi những cái người chân tay ở dưới của ông là cứ phê và cứ làm cái giấy như thế tung đi toàn tỉnh. Thế thì lúc đó thì các quý vị thấy có đau khổ không? Vươn lên bằng cách nào? Đấy, và vượt qua bằng cách nào? Thì lúc bây giờ thì thầy cũng nhiều khi ấy, thầy cũng nghĩ đến con đường tiêu cực, nhưng mà về sau thì thầy cũng nghe cái người mẹ của thầy thì cố sống và cố vươn lên, rồi sau này sẽ có lúc mình nói. Đấy, đến khi bây giờ thì tất cả mọi người cũng cứ nói là bỏ qua rồi buông bỏ đi tất cả, nhưng mà nói thực nhé, bây giờ trong cái cuộc sống đời thường ấy, tất cả lý thuyết thì nó đều là lý thuyết thôi. Đấy, bây giờ thì trong lý thuyết thì tha thứ, bỏ qua này. Rồi trong đạo Phật thì từ bi hỷ xả này, rồi buông bỏ này, rồi nhẫn nhục này. Đấy, nhưng mà khi ai gặp vào những cái hoàn cảnh của mình, rơi vào những cái trường hợp của thầy thì mới biết được. Vậy thì thầy hỏi nhé. Cái bát nước đã đổ đi rồi thì có ai hớt lại được không? Đấy. Cái trái tim nó đã bị rỉ máu rồi thì nó sẽ để lại một cái vết sẹo. Mọi người công nhận không? Vậy khi đó thì hàng trăm sư, hàng vài trăm vị sư họ biết là thầy đúng. Nhưng mà có ai hỏi nói cho thầy một câu là cái vị này đúng, mọi người đừng chù đập họ, đừng hãm hại họ. Không một ai người ta nói, mà người ta chỉ yên phận im, để mình yên phận mình giữ một ngôi chùa thôi, người ta không nói đâu. Vậy thì thầy mới biết được là khi hoạn nạn tự mình phải đứng ra mà mình chống đỡ, chứ mình không có một ai giúp mình, không có một ai nói cho mình hết. Đấy thì vậy ngày hôm nay thì tu thế nào để cho nó đắc đạo? Thôi thì mình giúp được ai cái gì thì mình giúp, mình làm phúc giúp đời được cái gì thì mình làm phúc, mình xây dựng ngôi Tam Bảo, mình kiến thiết ngôi Tam Bảo được cái gì thì mình làm, đó là một cái công đức của mình. Mình tin vào Phật, có Phật mình tin, nhưng mà đối với các vị sư thì mình phải có một cái dấu hỏi, hỏi chấm vào đấy. Thì mình, đấy là thầy chia sẻ như thế nhé. Thôi chúc tất cả mọi người luôn vui, mạnh khỏe.